Dạ con chào thầy. Ủa, gì Vĩnh Xuân vậy cả? Phải Vĩnh Xuân không con? Dạ thưa thầy. Ủa, sao hôm nay đi làm tới đây? Con còn học ở dưới Gò Công không? Dạ thưa thầy còn. Còn học? Sao được về mà lang thang tới đây? Dạ thưa thầy, con mới bãi trường hôm qua nên mới về đây. Bữa nay con đến thăm thầy. Bãi trường? Tận học mới có cái vụ này chứ nho học có bãi trường bãi lớp gì đâu. Dạ. Thế chứ con nghĩ chừng nào mới học lại? Dạ thưa thầy, con nghĩ tới 25 tháng Giêng lận. 25 tháng Giêng? Dữ không? Hơn 2 tháng. Dạ. Học trò quên hết chữ còn gì. Vô đây. Con, vô đây thầy hỏi chuyện chút nha. Dạ. Chà, bữa nay lớn bổn rồi không? Dạ. Cảm ơn con. Dạ, con mời thầy. Bà ơi. Ủa? Dạ, thưa thím con mới tới. Thím Mạnh giỏi chứ? Ừ, thím Mạnh, cảm ơn con. Con ngồi chơi đi. Cảm ơn con. Dạ, con mời thím. Con xuống Gò Công đã 3 năm rồi. Bây giờ lên tới cấp nào rồi? Còn học bao lâu nữa mới xong? Dạ thưa thầy, hồi mới xuống con học trường tổng 1 năm. Thì đọc, viết, rành chữ quốc ngữ. Sau đó con được chọn đi thi học bổng rồi đậu cao. Nên nhà nước cấp mỗi tháng 5 đồng bạc. Rồi chuyển qua trường sơ học ở Gò Công. Đầu tiên là con học lớp 3. Năm nay con vừa học xong lớp nhì. Ra viên khai trường con sẽ lên lớp nhất. Học thêm 1 năm nữa thì cuối năm con đi thi. Thì thầy chắc con đậu, vì thầy biết con ham học, lại siêng năng, nên dù học chữ gì cũng vậy. Thế con học á, chắc chắn là con giỏi hơn chúng bạn. Mà qua năm nay nếu con thi đậu rồi á thì con được làm ông gì hay thầy gì? Dạ thưa thầy, thưa thím, con nghe người ta nói hễ lớp nhất mà mình thi đậu, như mình thôi học, thì nhà nước sẽ cho làm thầy giáo và bổ đi dạy mấy trường tổng hoặc trường làng. Còn nếu mà mình chịu đi học thêm thì họ nuôi cơm nước, áo quần, cho mình học 2 năm tại trường lớn Mỹ Tho, rồi lên Sài Gòn học tiếp thêm 2 năm nữa. Mãn 4 năm ra trường sẽ được bổ làm thông ngôn, ký lục trong các sở, hoặc là làm giáo viên dạy mấy trường sơ học. Ngồi xuống uống nước, thầy cho phép. Dạ, con cảm ơn thầy. Làm giáo làng hoặc là giáo tổng, lương mỗi tháng 9-10 đồng bạc, không đủ áo cơm cho con, đâu có dư mà lo cho chị Hương Giang. Phải ráng học thêm 4 năm nữa để làm thông ngôn ký lục thì mới khá. Mà chị Hương Giang thì nghèo, liệu có đủ sức lo cho con ăn học 4-5 năm nữa hay là không đây? Dạ thưa thầy, thưa thím, con chưa có nói chuyện đó cho má con biết. Bụng con thì muốn học lên lắm, nhưng con thấy má con cực khổ quá, con không nỡ lo cho phận mình mà để má con cực khổ thêm nữa. Chắc có lẽ học hết lớp nhất rồi con sẽ xin đi làm giáo làng, giáo tổng, đặng giúp đỡ cho má con. Dạ. Con biết thương mẹ con như vậy, con là người có hiếu, nhưng thầy tiếc lắm, con là đứa thông minh, bẩn cán. Hồi trước học với thầy, con đã học qua đại học, trung dung, luận ngữ, chứ ít đâu. Vậy mà kế đó lại bỏ đi học chữ Tây. Công phu tôi luyện 3-4 năm trời. Bây giờ nếu mà ra làm giáo làng thì uổng quá. Phải chi hồi đó con học luôn chữ Nho thì bây giờ con đủ sức mở trường tư để mà dạy học như thầy. Công việc thông thả, khỏe khoắn, không có ràng buộc. Cái hồi mà con từ biệt thầy qua trường tổng đặng mà học chữ Tây. Dạ. Thiệt thầy buồn và tiếc lắm. Người mình thì học chữ mình, học theo người ta làm chi? Thứ học mà làm tôi mỏi, thà dốt rồi bằng ruộng, bằng giường nuôi thân cũng còn vinh quang hơn nhiều. Dạ thưa thầy, bởi vì cha con mất sớm, má con nghe lời cậu ba ép con phải qua trường tổng mà học cho khỏi tốn tiền thầy. Vì vậy nên con mới đi học chữ Tây. Chứ con thôi học chữ Nho con cũng buồn lắm. Nếu anh Hương Văn còn sống chắc thầy sẽ cản ảnh thì mọi chuyện có khi lại khác. Nhưng mà thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Bây giờ bãi trường nghỉ tới 2 tháng, con ở nhà làm giống gì? Không lẽ mỗi ngày ăn không, no bụng, thả rỉu đi chơi hoài? Dạ không có đâu thưa thầy. Con coi phụ cho má con được việc gì thì con sẽ phụ. Rồi ôn lại bài vở cũ. Thiếu gì con nhà giàu có, bạc tiền dư giả, mà họ đâu có chịu đi học. Còn con đây ham học, thông minh thì lại nhà nghèo. Mẹ quá con coi. Ông trời thiệt là trớ trêu. Chớ chi ổng cho con sanh trong một gia đình khá giả thì... Ở đời phải gặp mấy cái chuyện tréo ngoe như vậy mới gọi là đời. Có lẽ tạo hóa muốn làm vậy để trui rèn ý chí con người ta. Cho nên gặp khó khăn mà lướt qua được mới thiệt là giỏi. Dạ. Nè con. Dạ. Chị Hương Giang dạo này còn bán ở ngoài chợ không con? Dạ thưa thím, má con còn bán. Hết mùa bắp khoai rồi, chị bán cái thứ gì? Dạ thưa, má con bán xôi với bánh bèo. Bán xôi, bán bánh mà lời lóm bao nhiêu? Dạ thưa, mỗi bữa lời 5 ba cắc, cũng đủ đáp đổi qua ngày. Cuộc sống còn phải lo nhiều thứ như nhà cửa, áo quần, thuốc men, chứ có phải tốn cơm mà thôi đâu con. Nhà nghèo phải chịu nhiều nỗi khổ, nói sao cho xin. Mà khó khăn cho mấy người ta cũng sống được, hơi đâu mà lo. Bởi vậy mới có câu trời xanh voi xanh cỏ. Nếu có lo là lo đừng vì chữ bần hàng mà làm trái đạo nghĩa, làm nhục tổ tiên. Đúng vậy không bà? Hồi đó thầy giảng tứ thơ, vừa hết bộ luận ngữ thì con thôi học. Con còn thiếu bộ mạnh tử. Bữa nay thầy cũng bắt đầu giảng mạnh tử cho con Cúc Khương. Thiệt là tình cờ. Chà, mới đó mà Cúc Khương đã học xong đại học, trung dung, luận ngữ rồi hả thầy? Phải, nó thông minh lắm, siêng năng như con hồi trước vậy. Năm nay thì nó cũng lớn bộn rồi nghe. Cha mẹ muốn bắt nó ở nhà đặng mà tập tành buôn bán. Nhưng mà con nhỏ cứ năn nỉ thầy dạy mạnh tử cho đủ bộ tứ thơ. Dạ thưa, cũng học tứ thơ với Cúc Khương, có còn ai nữa hay không thầy? Không. Bởi vậy nghe giảng sách tay đôi, một thầy một trò hoài, thầy cũng buồn quá. Dạ. Mai là gặp dịp bãi trường, còn ở không tới 2 tháng. Thầy muốn con nhân cơ hội này nè, học luôn mạnh tử với con Cúc Hương. Có thêm một trò nữa thầy mới sốt sắng. Con nghĩ sao? Thầy nói như vậy á, con không có dám quyết lẽ nào. Bây giờ thưa với thầy là để về nhà hỏi má. Thầy là người học rộng hiểu sâu, má đâu dám cãi lời. Chỉ cần con được gần thầy là má cũng thấy an tâm, còn hơn suốt ngày cứ chơi bời lêu lỏng. Mà con bỏ học chữ nho đã hơn 3 năm trời, giờ liệu có học được không? Dạ được chứ má. Thầy khuyên con á là đứa sáng giả mà. Con nói với thầy để con về nhà hỏi má, để con muốn từ chối đặng ở nhà phụ má. Trời, con này, má làm một mình quen rồi, có thêm nhiều lẫn quẩn, đôi khi còn dính bận chân tay. Con à, cái chuyện xay bột này chẳng hạn, nhầm đứa không biết á, nó trì còn nặng thêm. Có điều má lo phải đóng tiền chứ gì? Không có đâu má. Thầy nói á là thầy dạy dùng. Giờ con chỉ học phần mạnh tử nữa là trọn bộ thứ thơ. Thầy nói cũng mới bắt đầu dạy phần này cho Cúc Hương. Nếu có con cùng học thêm á thì thêm một trò nữa cũng đỡ buồn. Cúc Hương là đứa nào? Dạ là con của trệt Cao. Bộ má không nhớ sao? À, ông trệt Cao, chủ chừa lúa gạo, chỗ đầu cầu sắt, đường vô Vĩnh Hữu chứ gì. Dạ. À, mà nó tên con ba con Tư gì đó mà. Dạ phải má. Ở nhà cổ tên là Tư. À. Đi học á, được thầy giáo quân đặt tên là Cúc Hương. Hồi trước á, cô cũng theo học với thầy giáo quân, nhưng mà học lớp dưới. Chỉ 1 năm sau là con lên Gò Công. Vậy á, mà bây giờ cậu đã đuổi kịp. Nhà đó giàu lắm, lại có dòng máu chợt ở trong mình, mà chịu cho con đi học, kể cũng lạ. Chỉ ba cổ là chợt thôi, chứ má cổ rặt người Việt mình. À. Cử các tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, Tương Châu mã ngựa. Chị. Sao mấy đứa kia học bài khác em hả chị Cúc Hương? Tại vì tụi nó nhỏ hơn em nên phải học bài dễ hơn. Chứ em học tới bài gì rồi? Dạ em học tới nhân chi sơ. À, nhân chi sơ, tính bổn thiện, đó là tam tự kinh. Còn chị? Hôm nay chị bắt đầu học mạnh tử thượng quyển, bộ cuối cùng của tứ thơ đó em. Ủa mạnh tử thượng quyển là gì hả chị? Chị còn chưa biết nữa, huống gì em. Cứ ráng học đi, rồi lớn lên sẽ biết. Dạ, đi mấy đứa. Để xin chào. Vô kìa. Chúng con chào thầy. Giỏi. Các con ngồi xuống. Dạ. Thầy mới kiếm thêm được một học trò để nghe giảng sách mạnh tử nữa đây, để chúng con học cho có bạn. Các con biết trò này chứ? Dạ thưa thầy, anh Xuân là học trò cũ ở đây. Hồi trước ảnh mỏ đi học chữ Tây, con biết. Đúng. Dĩnh Xuân Hồi trước học ở đây, mấy năm nay trò Vĩnh Xuân đi đâu thầy không cần biết. Nhưng hôm nay trò có mặt ở đây thì rõ ràng là lá rụng về cội. Nè bà, sao con Tư giờ này nó chưa có về? Giờ này nó chưa về là phải rồi. Ông làm sao vậy? Thời nay á, người ta lấy táo tại đông lúa, chứ ai mà lấy táo mà lông chữ đâu. Hồi đó cho đi học thì cũng ông, bây giờ bắt nghỉ thì cũng ông. Con gái còn lứa, học như vậy là đủ rồi. Tôi cần nó biên chép giấy tờ đằng giữa lúa, chứ giao cho mấy thằng người dân tôi không có tin đâu. Ông nói thiệt hay nói chơi vậy? Nó là con gái, tai yếu chân mềm, mà bắt nó chui vô mấy cái chỗ bụi bẩn, vậy thì làm sao? Còn không á thì sang cái chập ở ngoài chợ đó, để cho nó buôn bán mà làm ăn. Mai mốt á, nó còn chồng con với người ta nữa chứ. Lớn ngớ như nó, ra chợ buôn bán, không khéo bị họ giật hết tiền. Mà nghe nói nó bàn với con 2 tỷ, định mở tiệm mai. Tôi thấy được, nên đang đốc vô. Là con gái, làm nghề thêu thùa mai giá là phải lắm. Mà nè, đó là con Tư thì cứ kêu nó là con Tư. Ở đó mà kêu Cúc Khương Cúc Khiết, tôi nghe không có lọt cái lỗ tai. Con gái người ta cần cái tên đẹp, với lại chữ đó là chữ của thầy, ông có dám cãi không? Bà tính sao lo tính. Hôm nay là buổi nhập môn về mệnh tử, thầy muốn nói sơ qua cho hai con biết vài điều căn bản về nội dung cuốn sách. Thì các con nên nhớ 2 điều cơ bản. Phần đạo đức, Mạnh Tử cho rằng nhân chi sơ, tính bổn thiện, nghĩa là mọi người từ nhỏ sinh ra đã có tính thiện do trời phú cho. Nếu được giáo hóa để lấy tính thiện đó làm căn bản, giữ cho chúng không mờ tối, trao dồi nó để mà thành người lương thiện. Còn về phần chánh trị, Mạnh Tử nói dân di quý, xã tắc thứ chi, quân di khinh, nghĩa là dân lấy làm quý, xã tắc là thứ, vua là khinh. Trong 3 cái đó, vua là nhẹ nhất. Ông vua không có quyền lấy thiên hạ làm của riêng, mà phải lo cho dân. Làm vua mà không hiểu cái nghĩa làm trái lòng dân, tức là trái với mệnh trời. Chữ thì học khi nào mới hết hả má? Con chỉ xin tía má cho con học hết trọn bộ tứ thơ. Thầy nói xuất thân làm ăn, nếu mà không học Mạnh Tử thì cũng như đi trên chiếc ghe mà không có bánh lái vậy. Nghĩa là sự học cũng sẽ có ích cho việc buôn bán sau này. Nhưng mà phải học bao lâu nữa mới hết? Chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi má. Thầy nói sẽ dạy rút cho kịp. Vì sau đó anh có một trò phải trở lại trường ở Gò Công để học tiếp chữ Tây. Chưa chi mà tía bay đòi đưa bay ra ngoài giữa để biên chép sổ sách gì đó. Ông nói ông không có tin mấy cái thằng người dân. Trời ơi, chỗ đó là chỗ của đàn ông con trai dai u thịt bắp. Làm sao con... Nói vậy thôi, chứ má đã cản cả cái chuyện ra buôn bán ngoài chợ nữa. Mà còn chuyện bay tính với con 2 tỷ mở tiệm may ra sao rồi? Dạ, con với chị hai đương nhắm cái tiệm may ở chỗ góc chợ, cái chỗ đối diện bánh xe ngựa đó má. Tiệm này người ta kêu sang lại. Chị hai thạo nghề nhưng ít vốn. Con trù tính nếu như được sẽ mời chị hai làm thợ chánh, sẵn đó con theo chỉ học nghề luôn. Nghe nói thằng chồng của con hai á, nó làm tài phú, sao lại không có vốn? Tài phú thì cũng là làm công cho người ta, huống hồ vợ chồng chỉ mới ra riêng, còn nghèo rớt mồng tơi nữa. Mà bay nhắm sang lại cái tiệm đó cỡ khoảng bao nhiêu? Chuyện tiền bạc con nào có biết. còn để đó cho tí tính. Má chỉ sợ họ đòi cao quá, tí mày ổng, cái tánh của ổng bày biết rồi đó, tiền bạc thì đâu có thiếu. Vậy mà ngày này qua ngày khác cứ cháo trắng với hột vịt muối làm tới. Bộ, anh bỏ học chữ tay hay sao mà trở lại học chữ nho hả anh Xuân? Lúc này bãi trường, tôi được nghỉ tới 2 tháng. Hôm qua cô ghé nhà thầy, thầy nói bắt đầu dạy cô học mạnh tử. Thầy bảo tôi nhân dịp này cũng nên học luôn mạnh tử, đặng thông trọn bộ tứ thơ. Tại vậy nên tôi mới học, chứ không phải tôi bỏ chữ tay. Học xong bộ tứ thơ rồi em cũng thôi, đặng em ở nhà tập buôn bán. Anh dám coi trong 2 tháng mình học hết bộ mạnh tử không anh? Thầy nói thầy sẽ ráng dạy cho hết. Nếu vậy á thì hay quá. Em được học với anh tới 2 tháng. Có gì nhờ anh dìu dắt. Chừng thôi mình sẽ thôi một lượt với nhau. Tôi lo thân còn chưa xong, đâu có dám dìu dắt ai. Tại anh nói vậy thôi, chứ anh học giỏi ai cũng biết. Năm đó anh bỏ nho đi học chữ Tây, thầy tiếc lắm. Mà em cũng buồn. Sao anh bỏ nho học theo tân học vậy anh Xuân? Tại ý cậu tôi muốn như vậy. Cậu tôi nói con người trước hết phải lo cho no cơm ấm áo, đi học phải chú trọng chuyện cơm áo ngày sau. Đời này á mà còn học nho thì để dùng vào chỗ nào? Cha tôi mất, má tôi nghèo, nên tôi phải nghe lời cậu tôi mà bỏ cũ theo mới. Vì cơm áo mà đi học. Học như vậy em e rằng học không được cao thượng cho lắm, phải không anh? Cô nghĩ đúng. Nhưng mà nhà nhà ăn bữa sớm phải lo bữa chiều, làm sao mà nghĩ đến cao thấp cho được. Tôi đi Gò Công mà học mấy năm nay, cũng may nhờ có học bổng, chứ nếu không thì... Anh có chí hiếu học, lại thông minh, mà bị nhà nghèo, thiệt ổn quá. Mỗi người đều có một cái số riêng. Tôi không phiền mà cũng không tiếc chi hết. Chốt 13, 14. Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, tử tế tư lương, thiên địa bất thác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược quần bất báo, thi thần dị đạo. Là sao hiểu? Là sao vậy? Dĩnh Xuân, dạ, con có thể thay thầy cắt nghĩa cho các trò hiểu được không? Dạ thưa thầy. Con cứ mạnh dạn, con học rồi và thầy tin rằng con chưa quên. Dạ thưa thầy. Tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, tử tế tư lương, thiên địa bất thác, có nghĩa chứa lành gặp lành, chứa dữ gặp dữ, chín chắn nghĩ lương, trời đất chẳng lầm. Còn thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, như khương bất báo, thi thần dị đáo, có nghĩa lành có lành trả, giữ có giữ trả, bằng như chẳng trả là gì ngày giờ trả chưa đến. Dạ thưa, con hiểu như vậy, không biết là có đúng hay không? Dạ mong thầy chỉ bảo. Giỏi lắm, con ngồi xuống đi. Dạ. Con học qua bao lâu rồi mà vẫn còn nhớ, không uổng công thầy. Ủa sao vậy con trai? Con này quả là danh bất hư truyền, bất kham thiệt đứa tía. Mai không tí nữa là tôi té lòi bán họng luôn rồi. Hơn được ngựa chứng mới đáng gọi là cao thủ. Chưa chi rồi muốn đầu hàng rồi sao con? Đầu hàng á thì không, nhưng tôi sợ. Con sợ cái gì? Thì sợ rồi đây không đủ tiền đền cho người ta, bữa nay mới khởi sự hà, mà tốn bộ bạc rồi đó. Con nói vậy làm sao? Cái con quỷ này nè, càng cái cánh sâu của người ta, làm sâu chè, đổ tràn hết ngoài đường. Rồi mày có đền cho người ta chưa mày? Tôi có dừng lại được đâu mà đền. Thiên Hà họ la nói sùm á, nó chạy nước đại không à? Chắc họ tưởng mình cố ý chạy làng. Tôi nghĩ lại mà mắng nhục. Nhưng mà cái người mà có đụng đổ là ai? Trời ơi, tôi có biết đâu. Nhưng mà cái bà nào bán đầu chợ á. Thôi được rồi, để tôi sai tụi nhỏ đi vào hỏi bà đó lại. Hỏi ra bao nhiêu bạc? Phải đền cho người ta đàng hoàng đó nghe không? Ừ. Tiền bạc đó thì thế không có thiếu, đừng để cho tía phải mang tiếng nghe không? Ừ. Cũng y như hồi trước, giờ này thầy nghỉ trưa, thầy ngủ một chút, ăn cơm xong sẽ dậy tiếp. Nên học đứa nào muốn về nhà. Ở dưới Gò Công á thì học trò được về nhà để nghỉ ăn cơm trưa. Bài đầu tiên ở chương 2 ý nói gì vậy anh? Nãy giờ em nghĩ hoài cũng không ra. Học mà tập luôn luôn thì vui. Vui cái gì? Còn bạn ở xa lại thì mừng. Sao mà mừng? Người ta không biết mà mình không hờn, vậy mới là quân tử. Không biết gì hả anh? Anh hiểu sao đâu. Làm ơn cắt nghĩa cho em nghe thử coi. Theo bài thầy dạy hồi nãy thì bài này khó hiểu là tại chữ học. Cô phải định nghĩa chữ học cho đúng thì tự nhiên cô sẽ hiểu hết. Anh kêu em bằng cô nghe kỳ quá à. Anh em mình học chung một trường với nhau từ hồi nhỏ, vậy mà anh kêu bằng cô, dường như thuở nay mình chưa quen biết nhau vậy. Vậy chứ tôi phải kêu như thế nào? Thì anh phải kêu bằng em. Cô đã lớn rồi, kêu em sao phải? Em muốn từ rày sắp lên, anh phải kêu em bằng em, nghe cho nó thân tình một chút. Muốn vậy cũng được. Tự ý em. Vậy anh cắt nghĩa lại bài trong sách cho em nghe đi. chữ học đây á, là cái thâm thúy của chữ nho, chứ không phải học đặng biết chữ Tàu. Sách nói học nhi thời tập chi, bất duyệt hồ, bất diệt hồ. Tôi hiểu nghĩa như vậy. Mình được nghe giảng về đạo nhân nghĩa của nho giáo, rồi mỗi giờ mỗi khắc mình gia công rèn luyện, làm y như lời dạy, mình đã học đắc đạo. Hả, mình không vui lòng đẹp dạ hay sao? Chữ Việt là vui, đẹp, nhưng vui đẹp ở bên trong, chứ không có lộ ra bên ngoài. Anh giảng dễ hiểu quá. Cảm ơn anh, em hiểu rồi. Hồi nãy em bối rối là tại em không biết định nghĩa chữ học. Để em giải nghĩa câu thứ nhì cho anh nghe thử coi có trúng hay không nghe. Của bằng tự diễn, phương lai bất diệt lạc hồ. Ý sách nói có người bạn ở phương xa, họ nghe mình học đã đắc đạo, họ đến mà bàn luận hoặc học hỏi với mình. Được như vậy hả, mình không vui hay sao? Đúng rồi. Nhưng mà em phải nên nhớ, chữ là nghĩa là vui như chữ gì, xong vui lộ ra ngoài, chứ không phải vui ở bên trong như chữ duyệt. Em sẽ nhớ, cảm ơn anh. Còn câu chó phải như vậy không anh? Nhân bất tri, nhi bất uẩn, bất diệt quân tử hồ. Nghĩa là dí dầu người ta không hay, không biết mình tu tập đã đắc đạo. Nếu không ai tìm tới đang học hỏi với mình mà mình cũng không hờn trách, mình ăn ở được như vậy, không phải là quân tử hay sao? Bộ em cắt nghĩa như vậy không trúng hay sao mà anh cười? Không, em cắt nghĩa trúng lắm. Em giỏi thiệt đó. Chỉ có điều em còn trẻ, mà chữ của em sao giống chữ của thầy mình quá. Tưởng giống ai chứ giống thầy thì em chịu. Trò giống thầy là lẽ đương nhiên thôi. Anh Xuân, anh có đói bụng không? Em có đem theo cơm nè, để em vô lớp lấy, rồi tụi mình ăn với nhau nghe. Không, tôi không có đói đâu. Hồi sáng trước khi đi á, tôi có ăn cháo rồi. Ăn cháo từ sớm mơi, tới giờ này còn gì trong bụng. Anh để em. Anh ăn đi. Không, tôi không đói thiệt mà. Cơm của em nên anh chê phải không? Em cũng đâu có đói. Sợ gì em mời anh là vì bữa nay gặp lại nhau, được học chung với nhau nữa, nên em mừng. Em muốn mình ăn chung với nhau cho vui vậy thôi, có gì đâu mà anh mắc cỡ. Anh từ chối làm em buồn lắm á. Anh ăn phần nữa, em ăn phần nữa, vậy có phải vui không? Ngon không anh? Ngon lắm. Mình được lớp nha anh. Cậu chủ thích ngựa, nên nài ông chủ sắm cho một con ngựa để đi chơi. Về đâu nhằm một con ngựa trứng, nhưng ông chủ nhất định không đổi con ngựa khác. Vì ông nói thuần được con ngựa trứng mới đáng bực anh tài. Trời ơi, kiểu đó cậu chủ của cô sẽ còn gây họa cho bao nhiêu người nữa. Thưa bà, con cũng không biết. Con chỉ là tôi tớ, chủ sai gì thì con làm nấy. Thôi, được rồi, cô về thưa với ông bà chủ. Chuyện vừa rồi tôi coi như một tai nạn nên bỏ qua. Nhắn với ông bà chủ á, có chiều con á cũng phải chiều vừa vừa, rủi mai kia không phải là một thúng xôi, nồi chè, mà là sinh mạng của một ai đó, thì sao mà đền cho được? Dạ thưa, vậy con phải đền bà bao nhiêu bạc ạ? Tôi nói rồi, coi đây như một tai nạn, nên tôi không có lấy tiền đâu. Ủa, có chuyện gì vậy má? Chuyện là vậy. Hồi sớm mơi á. Thôi chị Tám đi chợ ha. Đó, chuyện là vậy đó. Hóa ra là cậu Út, con của ông bà thôn Khoa ở Vĩnh Hữu. Giờ họ sai con người làm này tới đây để đền tiền cho má. Nhưng má kể như một tai nạn nên má không nhận. À, hèn gì. Hồi sớm mơi á, mấy đứa nhỏ đi học cũng một phen hú vía với cậu Út, với con ngựa của cậu. Mà đâu có được đâu má. Ai làm quấy á thì phải đền. Để không thôi mai mốt cậu Út cậu lừng, rồi được nước làm tới thì sao? Nhưng đền thì đền làm sao hả con? Má cứ tính hết cái chỗ xôi và bánh bèo được bao nhiêu thì bác cậu Út đền bấy nhiêu. Tính toán vậy á, má thấy cũng kỳ. Không có gì kỳ hết má. Má không tính á thì để con. Dạ mời cô vô nhà rồi tôi sẽ tính. Dạ. Ông ăn bánh đi. Ủa, bánh ở đâu vậy bà? Sáng nay đi học, thằng Dĩnh Xuân nó đem tới biếu khía trà với hai cái bánh in. Nó nói của chị Hương Giang gửi biếu. Chỉ có lời tạ ơn vì ông dạy học thằng nhỏ mà không thâu tiền. Trời đất ơi, nghèo rớt mồng tơi mà bà đặt quà cáp. Phải chi tôi biết tôi biểu nó đem về. Chỗ người ta thiệt lòng mà ông từ chối, coi sao được. Nè, ông ăn một miếng đi. Họ nghèo nhưng mà tử tế lắm. Còn thằng Vĩnh Xuân, nó thiệt. Nếu chị Hương Văn cho thì tôi cũng xin nhận để nuôi dạy nó. Thằng nhỏ vừa thông minh vừa có hiếu. Nhớ hồi cha nó dắt lại thọ giáo, nó mới 7 tuổi thôi nhưng biết chữ rồi. 12 tuổi đã học tới tứ thơ. Nói ra không ai tin đâu, cứ gọi nó là thần đồng. Tôi là thầy dạy nó, tôi cũng nở lỗ mũi chứ. Về đâu bà chị nói vậy, tôi không có dám cản. Đúng là thời này phải học chữ quốc ngữ với lại chữ Tây mới có chỗ mà dùng. Chữ Nho chỉ thông dụng hồi cựu trào, bây giờ không ai cần nữa. Dạ, đó là cậu ba nó nói, chứ không phải tôi nói thưa thầy. Tôi vẫn muốn nó học với thầy, nhưng vì mẹ quá con côi. Thuở nay ông nhà tôi có cái nghề đương thúng, đương rổ, bỏ mối cho mấy người trong chợ. Dạ. Dù không dư dả nhưng cũng đủ no cơm ấm áo. Dạ. Này, ông khuất rồi, tôi cũng chưa biết phải làm sao nữa. Chị uống miếng nước đi, mời. Dạ. Chị. Tôi cũng nói thiệt với bà chị, mất một học trò giỏi như là cháu Vĩnh Xuân, tôi tiếc vô cùng. Tôi có thể nhận cháu để dạy, mà không nhận một cát bạc. Nhưng thời thế đã đổi thay. Ý cậu ba cho cháu theo học chữ Tây là đúng. Tôi nói điều này là thật lòng, chứ không có chút gì là tự ái. Mong chị hiểu cho. Dạ, thầy đã hiểu mà thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ con tôi. Mẹ con tôi xin đội ơn. Nói vậy chứ tôi cũng lo lắm thầy à. Dạ. Mọi chuyện chỉ còn biết phó thác cho cậu ba nó. Thôi, vì tương lai của cháu, chúng ta nên mạnh dạn một lần, chứ đúng nếu không nỡ rời nhau kiểu này, không khéo sẽ chết chùm trong tối tăm, dốt nát. Dạ, cảm ơn thầy. Xin phép thầy tôi. Dạ. Dạ, chào. Dạ. Dạ. Nhân lúc nó bãi trường, thôi thì ráng dạ cho nó trọn bộ tứ thơ. Ông cũng là mối duyên thầy trò, chứ biết sau này có còn dịp để mà tái ngộ nữa không. Dù sao thì để vào đời, cái mớ nho học này là mớ hành trang cần thiết lắm á.